ấn tượng đầu tiên em gặp vợ em là một người con gái nhìn nó nhỏ nhắn mà nhìn nó xinh xinh sao á, nên từ lúc đó thì em quyết định làm ăn, làm quen thử, làm ăn làm quen thử mà sau cảm thấy hai đứa hợp rồi mình đi tới hôn nhân. Mình tên là Tuấn Anh, hiện tại thì là cũng kinh doanh tự do. Ấn tượng đầu tiên mình gặp bà xã của mình, trời hôm đó cũng khá là nóng nhưng mà bạn quấn cái khăn màu đỏ rất là to, không biết bạn có bị cái gì không. Trời nóng thì mình nực, mình muốn cởi áo đi nọ mà sao lại quấn cái khăn to đùng vậy, là cái gì để gây chú ý? Không có khăn sao bạn chú ý, mà không có cái khăn đó làm sao bạn lấy vợ bằng được, đúng không? Bây giờ thì xin mời hai đội, chúng ta có quyền hỏi hai chú rể thôi, mỗi đội. Cho anh hỏi bạn thứ ba, vợ bạn ngủ á, vợ bạn có ngáy không? Hầu hết là em toàn ngủ trước nên em không biết cái vấn đề đó. Hay quá, chọn một câu trả lời trung lập dễ sợ luôn, không có liên quan cái gì luôn á. Thôi chắc thôi. Hay quá, không biết gì về anh luôn. Em hỏi một câu cao học cái coi. Em chấp anh hỏi trước á. Mình không hỏi xoay quanh cái chuyện ngoại hình rồi chuyện yêu nhau ngày xưa chứ. Tự nhiên hỏi ngáy sao tao biết được vậy? Có nhiều cặp là người chồng để người vợ ngủ trước, thường là người đàn ông người ta thích ngủ. Hỏi nhưng mà hỏi ngáy thì sao biết được cô nào ngáy được? Thì kệ chứ, đó là chuyện của em. À, chuyện của em rồi. Tự nhiên anh có ý kiến cho cái câu truy vấn của em là sao? Không, chị muốn cho em có học hỏi thêm thôi, hiểu không? Em cứ giữ ý kiến của em đi. Chứ em truy vấn kiểu đó nó bị sai. Anh số 5. Bình thường á, quần áo đi làm, quần áo mặc hàng ngày á, vợ bạn có phải là người phối cho bạn không hay là bạn tự mặc? Mình xã mình cũng không can thiệp nhiều ở chuyện đó, nhưng mà thấy có dịp quan trọng thì mình lúc nào cũng xin ý kiến. Có bao giờ vợ bạn tự lên mạng tự order một cái món quà giống như một cái áo, một cái quần hoặc là một đôi giày nào đó về tặng bạn không? Như chắc là chưa. Mời đó chú nha. Bây giờ A đi. Hồi nãy em nói là em 32 tuổi. Rồi chồng em là bao nhiêu tuổi? Dạ chồng em cũng bằng tuổi ạ. Cưới nhau năm nào em? Em không nhớ năm nhưng mà tụi em cưới nhau được 5 năm rồi. Có đứa con nào chưa? Dạ có một bé ạ. Chồng em hiện bây giờ có như ngày xưa với em hay không hay là đã thay đổi? Em cảm thấy ảnh hoàn hảo hơn ngày xưa. Vì ngày xưa thì ảnh không có lãng mạn, không có chăm sóc, cũng không có tán tỉnh với em hết. Khi mà lấy nhau về rồi thì ảnh bắt đầu biết chăm sóc hơn, biết quan tâm tới em nhiều hơn. Wow, vậy là quá hoàn hảo hả? B, ảnh cầu hôn bạn á là ở đâu? Dạ ông xã em không có cầu hôn em. Em nhào đi ra tiệm em mua nhẫn rồi em đeo vô. Dạ không, hai bên yêu nhau rồi qua lại rồi hai bên gia đình hỏi cưới thôi. Chị C, chị với chồng chị cưới nhau lâu chưa? Dạ 2 năm ạ. Chị có còn nhớ là cái lời nói nào của chồng mình á làm cho mình cảm động, rung động và quyết định đi tới hôn nhân? Hãy lấy anh đi, mọi thứ để anh lo. Mọi thứ đã để anh lo. Chồng bạn có làm đúng như cái điều mà anh nói không? Chỉ được lo đúng có một hai phần thôi. Trên tổng số 10 hay là 100? Trên tổng số 10 ạ. Đúng rồi, đây là người vợ hay nói xấu chồng mà. B đi, bạn rất là chiều chồng đúng không? Có lúc nào mà anh cảm động tới cái mức là bạn nhìn thấy rõ trong gương mặt của anh là anh rất là cảm động và rất là biết ơn cái việc mà bạn ở bên cạnh anh. Lần chồng em bị tai nạn xe, em chăm sóc chồng nói chung là hầu như là 24/24. Mọi đi đứng, mọi ăn uống, sinh hoạt của anh là hầu như em lo hết. Nên là lúc đó anh cảm thấy rất là thương em. Và anh nói là anh cảm ơn em đã đến bên cuộc đời của anh. Không biết là cái món ăn mà chị cảm thấy là anh xã mình thích nhất là món nào? Dạ, thịt kho hồng vịt. Anh nên ăn tròn với cái hồng vịt đó. Đấy, cũng có thể là anh chồng anh tròn với cái hồng vịt. Nói bạn số 2 đi. Tôi muốn biết là cái cách chiều vợ của bạn. Bà xã mình là người thích được chiều. Thế thành thử hầu như trong cuộc sống gia đình thì mình giúp đỡ rất là nhiều. Từ việc chăm sóc con cái này kia mình cũng hỗ trợ tối đa. Nên vợ thì hay có thời gian ngủ nướng nhiều hơn. Bạn tốt như vậy, nếu như bạn nghe được cái lời người ngoài nói là vợ bạn nói xấu bạn thì cảm giác của bạn như thế nào? Mình cũng không ngạc nhiên, nhân vô thập toàn mà. Đi tên Sata hưởng tuần trăng mật á, hai vợ chồng mình đi chơi ở đâu? Thực ra thì tuần trăng mật cũng không có nhiều thời gian, mãi sau này mới có dịp để đi. Chúng ta phải nói chuyện yêu nhau nè, ngoại hình vợ mình sao để mình dễ cảm nhận chứ. Các bạn hỏi... Nhưng mà ngoại hình tất cả là đều nói là xinh xắn nhỏ nhắn mà anh. Không ai dám nói đâu. Xấu vợ hết, không có gì. Nãy giờ nói những cái gọi là ngôn tình quá, các cô dâu cũng chỉ ngồi và không thể hiện một thái độ nào hết. Mà ba cô này đều nhỏ nhắn xinh xắn cả. Đâu, có người cũng cao chứ, có người cũng tròn tròn. Chứ đâu có nhỏ nhắn xinh xắn tròn, đâu. Tròn nhưng mà vẫn nhỏ là... Bạn số 4, cái kỷ niệm mà vui nhất của hai vợ chồng là lúc nào? Lúc mình bị té xuống kia hồ bơi á,
Là do mình đi dẫn theo cô ấy, xong rồi bị dấp cái váy á, rồi té lăn xuống. Lúc đó chồng không biết bơi, xong vợ chỉ biết đứng đó u vớ thôi. À vậy hả? Rồi sao, rồi ai cứu? Tại cũng gần ngay chỗ đó mình bơi ốc. Bơi ốc là sao? Bơi ốc là đu thành hồ á, là mình vô được tới bờ. Ồ, đêm tâm hồn có gì lạ lẫm không? Mình hết quyền hỏi rồi mà. Ủa hết hả? Rồi chúng ta có thể hỏi các cô gái nè. Em thế nào? Đi đêm tân hôn của tụi em là ở đâu? Thế ở nhà, chính xác là ở nhà. Chị hỏi là thôi đêm tân hôn mà cái gì á? Đêm động hoa. Trăng mật đi ở đâu? Trăng mật á. Thiệt ra là tụi em lấy nhau 5 năm mà tụi em chưa có cần trăng mật. Có nghĩa là do một phần là công việc của tụi em hơi đặc biệt á, nên là tụi em khi mà vừa mới cưới nhau xong lúc 2 giờ chiều á là 5 giờ đã đi làm việc. Và cuối cùng là công việc cứ cuốn nhau ra. Rồi công ty nào mà ác quá vậy? Xong rồi em bé này kia lại bận, cuối cùng cho tới bây giờ vẫn chưa có tuần trăng mật. Vậy thì hôm nào bạn với chồng bạn nên có một tuần trăng mật nha. Trăng mật không được, mình hỏi hấp hôn đi. Hai vợ chồng anh chị có từng suy nghĩ là làm một cái bữa tiệc hấp hôn chưa? Mình nghĩ là mình sẽ đợi khoảng 10 năm thì mình sẽ làm. Tại vì cuộc sống vợ chồng thì ít nhất là qua 5 năm á, nó sẽ trải qua nhiều cái sóng gió. Và tới 10 năm thì tình cảm lúc đó nó sẽ là vững chắc. Như vậy là chúng ta đã truy vấn giai đoạn đầu tiên. Vòng 1 thì các bạn có đặt cược hay không? Có biết chắc cặp nào là cặp đôi vợ chồng thật hay không? Có chưa? Thực ra là cho cái vòng này thì em nghĩ là em sẽ tìm cô dâu trước. Chỉ có hai cô dâu là cũng rất khó. Sau khi cái câu trả lời của chị gái A thì bác dâu đã tìm được đối tượng đầu tiên cho mình. Ngoài ra là chị B, đó là hiện tại đang nghi ngờ. Đang nghi ngờ hai người đó nghi ha. Nghi ngờ thì bây giờ chắc vòng này sẽ không cá cược đâu. Tại vì chưa có dữ liệu gì hết. Là bao nhiêu là đoán là A, B phải không? Còn em thì đoán là C và B. Thì chú rể là ai? Thôi bây giờ nói ra mất công qua vòng 2 cái cách chú rể bắt đầu diễn hết là giống như là mình không quan tâm nữa. Giấu rồi, giấu. Sao như vậy? Khi mà mình nhìn thấy được cái đó thì mình đoán. Thấy cái đó là cái gì? Bạn là bên đoán. Kia, bạn lo bên kia đi. Không muốn hỏi thôi. Thực ra là em cũng đoán ra được người nào với người nào rồi. Em đoán đi, thử đi. Con thử cặp nào với cặp em nào. Em đoán là cặp C và số 2. Số 2 và C. Số 4 với A. Số 4 với A. Bạn có thấy cô dâu A là phản ứng liền không? Cô dâu A là phẳng từ đầu tới cuối. Tại vì ngay từ đầu cô dâu A kêu là ngày đầu tiên gặp thì cũng ốm mà giờ mập ra. Thì mình cũng ghép. Với lại anh cũng rất là phong độ. Một người phong độ thì có thể thích chụp hình này nọ. Còn đội chủ nhà, chúng ta đoán nha. Chưa đoán gì được đâu, đừng hỏi. Chưa đoán được hả? Chị Minh Tuấn có đoán được chưa? Em thì đoán là B và 2. 2 và B. Tại vì lúc mà cô dâu B á nói về cái chuyện mà chăm sóc chồng á thì em thấy người chồng á số 2 á là biểu hiện rõ nhất và khác lạ nhất trong 5 người. Lần chồng em bị tai nạn xe, em chăm sóc chồng nói chung là hầu như là 24/24. Mọi đi đứng, mọi ăn uống, sinh hoạt của ảnh là hầu như em lo hết. Nên là lúc đó ảnh cảm thấy rất là thương em. Và ảnh nói là anh cảm ơn em đã đến bên cuộc đời của anh. Chúng ta kết thúc vòng 1. Trong dự đoán chưa chắc chắn, hai đội chơi không có cược với nhau thưa quý vị. Chào đón quý vị và các bạn đến với vòng 2 của Gương Mặt Phu Thê. Và ở vòng 2 này thì các cô dâu sẽ nói về tật xấu của các ông chồng mình. Hai đội chú ý những gương mặt ông chồng có phản ứng thế nào nha. Thời gian hỏi xấu bắt đầu. Vị trí A. Điều mà làm em ức chế nhất từ trước giờ đó là ảnh rất là vô tâm. Từ lúc yêu nhau cho tới lúc lấy nhau và cho tới giờ phút hiện tại là chưa bao giờ em nhận được một món quà nào từ ảnh hết. Yêu cũng không tặng hoa, cũng không lãng mạn, cũng không gì hết. Cho tới lúc lấy nhau cũng vậy, cũng không bao giờ tặng cái gì, bất cứ một cái gì cho em hết. Cứ mỗi một năm sinh nhật thì em luôn nghĩ rằng là ảnh sẽ làm một cái điều gì đó bất ngờ cho mình. Nhưng mà năm nào tới 12 giờ đêm khi mà em quay sang thì ảnh cũng ôm em và nói rằng chúc mừng sinh nhật em, anh là món quà quý nhất của đời em. Là món quà lớn rồi em. Nhưng mà người ta vẫn muốn có một món quà đúng không? Em có một món quà thực tế nhưng mà chưa bao giờ một em nhận hoa được không em? Dạ cũng được rồi nhưng mà chưa bao giờ em nhận được. Ồ, con nói xấu lắm. Còn cái gì nữa không? Em cứ nói hết luôn đi. Nói một lần đi. Nói lần cho anh. Nói hết để bà chồng mới là cái dịp mình nói em. Cho dù chồng em đang coi tivi thì em cũng cứ nói đi nha. Dạ. Cái thứ hai đó là có thể vì ngày xưa là chồng em là học bên ngành y, nên là ảnh coi tất cả những chuyện bệnh tật nó là cái chuyện nó rất là bình thường, nó không có quá nghiêm trọng. Như mình bị cảm, bị này kia chẳng hạn,
thì gần như là bạn ấy kiểu rất là thờ ơ và bạn nói là không sao đâu em, 10 ngày nữa đỡ tự hết, nhưng mà mình thì cần sự chăm sóc. Ủa sao hồi nãy anh có thấy em nói là chồng em rất là thông minh, thông minh với cách là thấu hiểu vợ mình và làm được cái điều đó, mà sao bây giờ em lại nói là thông minh ở đây có nghĩa là khi mà em nhờ anh một việc gì đó thì anh sẽ tìm được cách giải quyết cho em, nhưng mà anh sẽ hơi hời hợt, tức là không có chủ động hả? Dạ đúng, là không chủ động, phải là em nói và em cần em nói ra thì anh mới làm thôi. Ồ, vậy sống ức chế quá. Mời vị trí B. Tật xấu đầu tiên của chồng em đó là mê chơi game. Em có nhờ anh ơi làm giúp em cái này, anh ơi có việc gấp cái kia, anh cũng không màng, anh cứ ngồi anh chơi game đã đời. Khi nào mà anh cảm thấy chơi đủ cái mức độ của anh thì bắt đầu anh mới dừng lại, anh giúp mình, còn không thì thôi. Còn cái tật xấu thứ hai đó là hay lên mạng chat chít với những em xin tui trên đó. Trời, mặc dù đã lấy em rồi nhưng mà vẫn thường xuyên lên đó hỏi thăm, hôm nay em có khỏe không, ngày mai em có đi chơi đâu không, rồi em có đi muốn uống nước mía với anh không. Nói chung tất tần tật những câu hỏi quan tâm trong khi mình vừa mệt vừa đau vừa bệnh, không hỏi mình được một lời nào hết. Cái này là cũng hơi kỳ nha, các ông chồng nào mà có tật xấu này cũng nên quan tâm với vợ chút xíu. Còn gì nữa không chị, em thấy nhiêu đây ít quá. Với lại chồng em có tật xấu nữa là nhậu, nhậu với bạn nhiệt tình lắm, nhiều khi nhậu đến 11, 12 giờ đêm chưa thấy về. Nhậu mà khi nào mà người ta nghĩ là mình nghĩ thôi, chứ không bao giờ mình chủ động đứng về đi về trước. Còn gì nữa không? Còn nhiều lắm nhưng mà kể ra thì chắc tới mai rồi. Rồi rồi, vị trí C. Dạ, hôm nay là em được nói xấu mà nói xấu công khai luôn á. Chồng em á có cái tật là mê chơi game, mê game hơn là mê vợ luôn. Con mà ngủ rồi bắt đầu anh mò mò lại máy ngồi. Em mà hả có chuẩn bị các cái phục trang hay là chuẩn bị giống như là công cụ để bắt đầu chuẩn bị cuộc hành trình rồi đó, là bắt đầu khều khều ảnh là ảnh không quan tâm gì cả. Mình bay qua lướt qua lượn lại mấy lần không bao giờ để ý gì trơn á. Ông chồng nào kỳ lạ thiệt á. Ví dụ mà chuẩn bị đạo cụ rồi thiệt á, hành trình thấy kỳ lắm luôn á. Ông này kỳ quá, kỳ ghê luôn á cháu. Mình nó cũng nghĩ vậy, ủa sao kỳ quá vậy ta, ngộ thì chứ trong cái này nó có cái gì mà anh mê cái đó còn hơn mình nữa. Rồi cái tật thứ hai nữa là mỗi lần suy nghĩ gì hay cắn móng tay lắm, cắn không phải những móng nữa mà tới cả da luôn. Rồi hả, có khi chảy máu tùm lum hết. Trời rất trời là đáng thương. Cắn móng em hay cắn móng của anh? Anh cắn móng tay của anh á. Trời ơi, ngồi tước da cái gì? Dạ đúng rồi, ngồi tước da xong tước máu không? Dạ. Trời ơi, lạ vậy ta. Cái mình nói trời anh ơi, anh cắn khó rồi, ngón tay nó trơn rồi, nó anh cắn tới cái gì? Anh nói chắc cái móng chân đó. Trời ơi, chắc đưa chồng của bạn mà vô ngồi chỗ này á, chắc ngồi tứa hoài luôn á, ngồi máu đầy bàn luôn á. Một vùng ký ức trống rỗng về cái môn toán. Xong cái mình lên cái bạn bè dưới nó cười lắm chị. Nó kiểu là ôi mấy bữa giỏi đồ hên quá, tưởng gì có gì đâu làm được đâu, kiểu gì đó. Thôi bạn bè nó nghĩ vậy hay là tại vì mình bị dính mắc vào những cái vấn đề độ tuổi mà mình nghĩ là người ta đang công kích mình. Suy nghĩ vậy thôi, cũng không biết, nhưng mà lúc đó mình cảm thấy mình bị muối mặt. Dạ. Nhục nhã, tại vì cái lúc mà mình làm được bài đó, trời ơi, ngẩng cao đầu cười tươi, thầy cộng điểm đồ này kia, em nghĩ là lúc đó chắc cũng có vài đứa học dở nó ghét em á. Nhưng mà tới khi mà em học dở lại thì chắc em làm bạn với tụi nó được rồi. Rồi nó kéo dài bao lâu với một cái cuộc tình nó nhiều tâm tư, nó nhiều sự đè nén uất ức như vậy? Nó kéo dài tới khi nghỉ hè. Cuối năm lớp 10 thì nghỉ hè một thời gian. Trước khi nghỉ hè đó là mọi chuyện nó xảy ra quá là nhiều, cãi nhau cũng nhiều và mình không chịu nổi nữa. Mình không chịu nổi cái cảnh mà mình thấy người ta đi với một người khác mà mình im lặng. Vậy có bao giờ em hỏi cái cô đó là vậy thì tại sao lại nhận lời yêu em, thà là cái ngày nhận ba cái bông hồng đó khước từ đi? Đã bao giờ em hỏi cô ấy câu đó chưa? Em chưa bao giờ hỏi. Nhưng có bao giờ em tự hỏi bản thân mình là tại sao người ta lại nhận hoa hồng của mình không? Em nghĩ mình đẹp trai. Họ không thể nào từ chối được. Cái này coi như là một miếng bánh ăn thêm thôi.
chứ nó đâu có phải là một cái đống phân hay gì mà mình từ chối. Em nghĩ vậy. Em nghĩ như vậy thôi nha, chứ không phải em nói là em đẹp trai nha. Em tự cho mình một lý do như vậy để giải thích những chuyện đã diễn ra. Với lại một phần nữa là chắc em cũng có cá tính, em cũng có nét riêng so với lại tất cả mọi thứ, so với tất cả mọi người trong trường thì em có một nét riêng, em là một Bùi Tấn Hảo. Chị cũng tin vào cái nét riêng đó. Ok, hãy cố gắng nhớ lại ký ức để coi là ngày tại sao ngày xưa mình đến chia tay, để cho bạn ấy vô dán cái mic luôn. Tôi nói cho lòi mic đi, mic xịn mà. Không là không. Bung măng kèo đúng không? Lát nữa chị đề nghị là em dán vô người chị. Nha, em dán vô người chị. Ok. Đó, xịn thì xịn, có khuyết điểm. Đẹp trai vẫn bị chia tay như thường. Ok, tiếp tục. Rồi. Như vậy thì người ta gọi là gì? Cái gì nữa? Cái đèn nó lắc lắc hả? À? Giống phim ma vậy? Treo đảo. Treo đảo à? Ý gọi là gì đây? Tất cả đều là ý đồ hết. Ý đồ điện ảnh hết á. Nãy giờ cung Hảo ok không vậy? Cung Hảo đẹp, Hảo yên tâm. 321 ha? Ok. Các bạn trẻ thì hay nói là sức chịu đựng của con người có giới thiệu. Nói chung là nói với mọi sự trên đời nó đều phải có giới hạn. Thế thì cái giới hạn để chấp nhận nỗi đau đó nó kéo dài được đến bao nhiêu lâu? Để rồi nó đã trở thành tình đầu trong quá khứ. Em chưa kết thúc được đâu. Nó dài lắm chị. Nó dài đến... Đến khi nào? Không, em không spoil trước cái đó. Em sẽ kể tiếp rồi. Một cái cột mốc tiếp theo. Đó là lúc đó em không thể nào chịu đựng được làm cái người con gái của mình đi với một người khác nữa. Em điên lên. Cái này em quyết định luôn rồi. Em nói là em chia tay. Em nhắn tin em chia tay luôn. Cái drop luôn. Rồi cũng nói qua nói lại kỳ kèo. Rồi cuối cùng là cả hai đồng ý. Ok, chia tay là chia tay. Rồi đi chơi, đi nhậu. Nhậu với thằng Long, với thằng Quy. Rất là vui. Đó quẩy rất sơm. Đi bar rồi vui lắm chị. Mặc dù là vô một đứa uống chai bia xong cái ngồi 2-3 tiếng hồ. Cũng vui lắm. Nói chung là mình để mình khỏa lấp, chứ thực sự mình không vui. Rồi nghỉ hè, mình nghỉ hè 3 tháng hè trôi qua nó rất là nhạt nhẽo, rất là tẻ nhạt, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không có ai bên cạnh. Bắt đầu là tới cái năm là đi học lại, tới cái ngày đi học lại thì lúc đó là em đã lớp 11 rồi. Lớn 1 tuổi rồi. Thì phải lên lớp chứ. Em phải lên lớp. Ừ. Và cái bạn đó thì lớp 12. Thì cái ngày em không biết là vô tình hay ngẫu nhiên hay là cố tình. Cái ngày đầu tiên em bước trở lại trường á, em gặp ngay cái người đó. Vẫn cái mùi đó. Nhưng mà cái lần này em không cười. Mặt cọc vô quạo liền luôn. Không quạo. Hay là bước ngang đời nhau như chưa bao giờ quen biết. Lướt qua đời nhau. Khi mà nhìn vậy nè. Xong, tôi thấy bạn rồi. Đi tiếp. Và em cảm thấy là bạn có một cái gì đó. Bạn nhìn em lâu hơn. Lấn cấn với em. Thì khi đi qua thì vẫn là cái mùi đó. Không biết người ta có nhìn em lâu hơn hay không. Nhưng khi em nghĩ rằng là người ta đang nhìn em lâu hơn, tức là tâm em động chứ người ta động hay không chị không biết. Rồi sao? Mà liên tiếp những cái lần như vậy. Tại sao đã chia tay rồi bạn còn nhìn tôi làm gì nữa? Đúng không? Ví dụ như đã chia tay rồi, nếu mà cái người đó không thích mình nữa, không muốn, người ta lãng đi đường khác đi. Vậy sao em không lãng đi đường khác đi? Cái đường đó là cái đường, cái cổng trường em đi ra, cái đường đó đến lớp của em. Ờ thì người ta cũng có thể có đủ lý do để người ta đi cái đường đó. Ok, vậy thì đừng nhìn tôi. Bạn nhìn tôi làm tôi sao động. Em không nhìn ta sao em biết người ta nhìn em? Đúng rồi, em chấp nhận chuyện đó. Vậy thì em làm được người ta cũng làm được. Ok, thì lúc đó em nghĩ là bạn có còn tình cảm với mình. Nhưng mà em cũng chẳng nhắn tin làm gì đâu. Lòng tự tôn, em ngay cái câu đầu tiên em nói với chị là em cái lòng tự tôn cực kỳ cao. Xong cái bắt đầu là khoảng 3 ngày đầu tiên thì... Nhiều quá ha, 3 ngày. Dạ, 3 ngày đầu tiên. Em kiên định ghê hả? Em biết kiên định luôn.
Tại vì chưa em nói hết, em đã nghỉ 3 tháng rồi, vô đây là gặp lại 3 ngày. Sau 3 ngày thì em cũng không nhắn tin đâu, em thật sự em không nhắn tin. Cái này là uy tín luôn. Thì lúc mà thằng bạn em nó chở em về á, thì em có thấy tin nhắn của cái người đó. Cái đọc sau chánh mặt, tôi hoài vậy. Vậy chứ còn gì là của nhau đâu mà không chánh mặt. Em nhắn vậy. Ghê chưa? Trời ơi! Ghê chưa? Nhưng mà cũng rung lắm nha, tự nhiên thấy tin nhắn tới thôi là đã rung rồi. Cầm lên là thấy, trời, cái tên người đó. Tên người đó, xong mới nhắn sao tránh mặt tôi hoài vậy. Mà cái tâm lý người là người con trai mới lớn nghe cái câu đó là phải suy nghĩ liền. Tại sao bạn phải nhắn tôi như vậy? Tại sao? Bạn còn phái tôi. Không em ơi, không có trai mới lớn hay trai lớn lâu gì hết á. Ai mà có lấn cấn tình cảm với người khác đọc có đó đều phải nghĩ hết á. Dạ. Nhắn qua nhắn lại rồi bắt đầu bạn chủ động nói với mình là thôi tụi mình như trước kia đi. Em yêu anh. Ghê không? Tụi nít ghê không? Nít trời mình mới 7 tuổi thì ghê không? Trời, cái thằng quỷ mà để người ta nhắn cái câu đó nó cũng ghê lắm đó em. Rồi sao rồi, nhưng mà lúc mà khi mình nhận được cái lời đề nghị đó, mình có lôi chuyện cũ đó.